giác ngộ ra được chưa? Chấp nhận buông chưa? Hay là còn tham? Cái này, của cải vật chất này nọ, nó đúng luôn nè, những cái này nè, nhân chứng thấy rồi, nó chỉ là phụ vụ thôi. Lúc chào đời mình hai bàn tay trắng, tới lúc chết đi nó trắng hai bàn tay rồi. Cái xác, cái thân, cái xác này nó chỉ là cái cõi tạm, và mình mượn vô cái xác này để chi? Để tu tập. Trong quan niệm của dân gian á, anh Nhật, thì người ta khi mà người ta gặp ma, gặp những cái phần vong linh á, thì người ta thường mô tả lại như thế này nè, tức là mặc áo trắng, xõa tóc dài. Đó là những cái hình dáng mà mình thường thấy nhất, thường được nghe lại nhất về những cái câu chuyện tâm linh. Dễ hình dung nhất là trong những cái bộ phim, những bộ phim về ma, về kinh dị đi, thì cái phần âm cũng thường xuất hiện với hình dạng như vậy, mặc áo trắng, xõa tóc dài. Anh Nhật lý giải về điều này như thế nào anh Nhật? Nói với anh là hôm lên người mất á, là ta bỏ áo trắng đúng. Nhưng mà nếu mà nói về thấy mặt của cái người mất á, không bao giờ thấy. Tôi mới thấy từ đây đổ xuống ha. Còn cái phần mặt á, người ta không cho thấy. Tại đôi khi á, cái hương linh á, cái mặt người ta bị biến dạng. Có khi người ta lúc mà chôn rồi bắt đầu nó phân hủy á, biến dạng, không bao giờ cho thấy được mặt. Chứ không phải là lúc chết đẹp đẽ, cái lúc xuống dưới, lúc mình giặt cái đẹp đâu, không có đâu. Tùy theo bối cảnh, tùy theo cái người đó người ta muốn thấy như thế nào. Nhưng mà cái việc mà vì sao mà người ta mô tả lại ma thì thường là tóc dài anh nhỉ? Và cái phần tóc thì thường hay phủ xuống như thế. Tại vì mới bây giờ thứ nhất là tóc dài là để chi? Để cho phủ che được cái mặt của mình. Nếu mà người nam chết tóc ngắn, đúng không? Thì làm sao chị coi như thấy mặt bả này. Bắt buộc coi như là nó đúng không, mà cái phần đó là bắt buộc không cho thấy mặt. Nên sống hay lúc sống tóc ngắn như thế nào, nhưng mà lúc chết là tóc phải dài. Coi như y như là tại sao là mình là hay đi cái tóc, tóc nó cũng dài theo thời gian năm tháng, đúng không? Nhưng mà đôi khi là mình thấy là ở dương gian là mình cắt tóc là nó rụng, nhưng mà cái phần âm thì tóc nó dài mình đâu có biết. Mà khi mất rồi thì cái tóc nó sẽ che. Cái đó là nguyên tắc bắt buộc phải che. Tại đôi khi cái khuôn mặt của mình biến dạng, hoặc cái khuôn mặt mình bị tai nạn, hay bị cái gì mà để cho cái người dương gian người ta thấy, chẳng may người ta chết, có phải là tạo thêm một cái nghiệp, hiểu không? Bắt buộc phải che mặt, không chạy. Chủ ý là không cho người dương gian, chẳng may vô tình người dương gian người ta thấy, sợ. Người ta sợ. Mà gặp người bị tim người ta chết luôn. Là cái người âm mà để cho thấy là còn chết nữa. Đúng là trong những cái câu chuyện mà người ta truyền tay nhau lại thì thường đó là những cái giấc mơ. Người ta kể lại là người ta thấy người âm thấy ma như vậy đó. Nhưng mà hỏi như thế nào thì hoàn toàn là đa phần mà không có ai mô tả lại được. Chỉ tại vì người ta chỉ cho thấy cái phần từ cái cổ mình đi xuống cái chân, nhưng mà cái chân đó làm gì có vũ thấy cái chân, làm gì có thấy cái chân, nhưng mà cái phần từ cái cổ mình đi lên cái phần mặt không cho thấy. Đa số là để cho mọi người thấy cái gì, cái bóng là chính. Còn nếu mà vấn đề tâm linh đi sâu xa hơn thì lát nữa Nhật Tâm sẽ giới thiệu cho đứa em vợ của Nhật Tâm ngủ phòng sát bên. Cách đây 2-3 bữa nghe mấy đứa nhỏ quậy la sầm trời đất, khóc lóc tùm lum, nó coi sao qua bên phòng cốt cắm ngang này nọ. Cái hỏi nó giờ sao rồi, nó êm rồi. Ok, còn vấn đề đó tại nó nằm sát bên thì nó nghe, tại cái vách cách nhau có vách tường mà. Thì mấy bé thì nó kêu nó đòi á, kiểu như dạng nó quậy á, nó đòi này đòi kia rồi chạy qua chiều cái rồi xong ế nó rồi để về coi coi sao. Lâu lâu đi vắng có
mấy bữa vắng chủ nhà gặp bài đặt gà một đuôi tôm. Còn cái vấn đề mà những vong linh hay là ma thường xuất hiện với hình dạng là cái bóng trắng, hay người ta mô tả là mặt áo trắng, thì vì sao lại là cái màu trắng? Bản thân em thì em lại liên tưởng đến cái áo tang khi mà gia đình mặc cho một người, mặc để mà để tang một người mất, một người thân trong gia đình. Nó chia ra cái màu trắng là kiểu như dạng là cái màu tang, cái đó là cái người mình dương gian mình làm đám ma, mình bận đồ tang. Nó giống như phân biệt ma mới ma cũ, phân biệt ma mới ma cũ. Nhưng mà có đôi khi á, quỷ này nọ nó đủ hình hài mà, nó lâu năm thành đâu, nên đâm ra khi mà thành quỷ rồi không bao giờ mà nó bận đồ một trắng, nó đủ hình hài và đủ màu sắc, mình không có biết được. Nhưng bà này thì bà thanh tinh này nè, 22 năm mà cố chấp bản ngã, nó cao quá trời, tóc tai còn nguyên. Bữa nay coi như là bà hiền lắm luôn mà, là coi như là thằng tinh này nghe, là coi như là mà lúc chết mới có 25 tuổi thôi. Vì sao anh Nhật lại đưa chị ấy về đây đi thờ hết nhỉ? Tại vì ở dưới là không có xử lý được. Cái bản ngã người ta còn cao, người ta không có biết. Bản ngã người ta nói đúng luôn là không ai dắt đi. Và cái bản ngã mà nó cố chấp, cố giữ cái thân xác á, nó cao quá. Thì sao? Thì mình phải giúp như thế nào? Phải bỏ, giải thoát đi, thiêu hủy cái thân xác này đi. Để gì? Nó tại vì cái lúc mình sống mình là cái gì, lúc chào đời mình hai bàn tay trắng, tới lúc chết đi nó trắng hai bàn tay rồi. Cái xác, cái thân, cái xác này nó chỉ là cái cõi tạm, và mình mượn vô cái xác này để chi? Để tu tập giác ngộ và tìm cái con đường giải thoát. Nhưng mà cái bản ngã đã trỗi dậy, đã cao lên, lo giữ cái thân xác mà, thì đâu có giác ngộ được. Thì mình phải làm sao? Mình phải thiêu hủy cái thân xác đó đi. Mất rồi mình phải thiêu hủy cái thân xác đó đi, để cho cái bản ngã nó không còn giữ vô cái thân xác nữa, không còn chấp vô nữa. Nhưng mình đưa về đây để làm gì? Để giao cho địa tạng dắt vấn đề tu tập, rồi mình giải thoát. Tại vì còn mà cố chấp còn ôm vô cái thân cái xác này nữa thì nó sẽ còn khổ đời đời kiếp kiếp, và không may gặp được một cái xác khác nó hợp với mình nữa, mình lại tranh giành mình lấy cái xác đó nữa, thì có phải là cái nghiệp, cái tội của mình nó càng nặng hơn? Nhưng mà người ta lúc đó người ta đâu có nghĩ là cái vấn đề cái nghiệp, cái tội của mình nặng hơn. Người ta chỉ biết là lấy cái xác đó cho mình được. Còn cái vấn đề hậu quả thì chưa thấy, nhưng mà khi xong rồi á mới thấy cái nghiệp rất là nặng. Nên tại sao nhiều tâm á nó hẳn âm thì cho ra âm, mà dương cho ra dương, hai cái nó không có lẫn lộn với nhau. Tu là cho đi tu. Nên tại sao dạo này á, giờ thời kỳ là thời kỳ mạt pháp, quỷ ma lên rất là nhiều, nó vô tất cả mọi người luôn. Người tâm nói thẳng tu đúng hay chưa, theo đúng chứ chánh pháp của Đức Thế Tôn chưa, hay là mình ngồi mình làm cái miệng thì mình tụng nhưng mà cái con mắt nghía vô cái thùng công đức. Ai khi mất á, thì cũng muốn mình được thanh thản, được về một cái cảnh giới an lành. Thì ai cũng muốn như vậy. Vậy thì theo như anh Nhật thì chúng ta phải sống nè, phải sống như thế nào, phải tu tập như thế nào, và phải làm những gì khi chúng ta còn sống, để khi mất chúng ta được những điều đó, chúng ta được thanh thản, chúng ta được về một cái cảnh giới an lành và siêu sanh. Cái quan trọng là cái gì? Cái quan trọng là cái tâm của mỗi con người có sự tính toán và thủ đoạn trong đó hay không.
đã làm được điều đó không? Giác ngộ ra được chưa? Chấp nhận buông chưa? Hay là còn tham? Chỉ muốn gom chứ không muốn cho. Nên khi mà Nhật Tâm hiểu được rồi, mình chỉ dùng một chữ: buông. Cái này, của cải vật chất này nè, nó đúng luôn nè, những cái này nè, nhân chứng thấy rồi, nó chỉ là phụ vô thôi, không có gì hết, hết rồi đó. Và khi mà mình chết, mình nằm lại đó, những cái này cũng theo năm tháng, biết trân trọng. Người, cái người kế nhiệm mình biết trân trọng thì nó sẽ còn, biết quý nó sẽ còn. Nhưng mà không biết trân trọng, không biết quý thì nó cũng trở về với các bụng. Vậy thì khi sống như thế này thì mình phải sống, phải tu tập như thế nào là quan trọng nhất anh nhỉ? Thì bây giờ là từ trong cái tâm của mình làm được từ cái tâm của mình anh. Cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn, từ cái tâm từ bi mình đã làm, mình đã ngồi mình thiền định, mình ngồi nhẩm lại nguyên ngày mình làm gì, cái tâm của mình như thế nào, có khởi lên một cái gì hay không. Chỉ một lần anh chỉ cần anh khởi lên cái là em đã tạo một cái nghiệp rồi. Mình ngồi mình định tâm lại đi, từ tâm xong mình đã khởi được cái tâm từ bi ra rồi thì bắt đầu mình sẽ đi qua cái gì, đi qua cái chữ nhẫn. Nhẫn nại hay không, chịu nhường hay không. Và cái chữ nhẫn đó rất là nhiều sự cám dỗ, nhẫn nhịn được hay không. Thì khi mà cái tâm của em đã xong, em qua tới cái chữ nhẫn, mà cái nhẫn em đã đạt rồi, em cuối cùng là em cái chữ gì, chữ buông. Ai đã đi được làm được cái những điều đó chứ? Thì khi mà tâm xong tới nhẫn là coi như mà là mình bắt đầu mình giác ngộ nè, mình giác ngộ ra, và cuối cùng là cái chữ buông, là mình buông tất cả thôi, là kế tiếp là giải thoát xong, tự mình tu, tự mình cứu lấy bản thân mình, không có ai cứu mình hết ngoại trừ bản thân mình cứu mình. Cái con đường mà từ tâm mà qua chữ nhẫn nó rất là khó, mà cái từ nhẫn xong qua tới chữ buông nó càng khó gấp mấy lần hơn nữa. Và cái từ buông qua tới giải thoát nó dễ, tại khi mà mình đã giác ngộ ra được mọi thứ rồi thì cái con đường mà đi giải thoát nó dễ, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng lắm. Mà làm được hay không rất quan trọng.